Thì đây là hai món quà nho nhỏ em mua tặng cho chị và Su. À, em mở ra luôn nha. Cái gì á? Cho một cái. Nói vậy. Nói như quái chó. Thôi. Tập thể nhà nhân vừa mới bệnh dậy. Bệnh cảm nó lan truyền nha, cả nhà lúc đầu là Bí Nguyệt. Bí Nguyệt bị. Xin chào anh ạ. Con chào ông bà cô chú. À, hôm nay là nhà nhân sẽ nhân hôm nay nhân sẽ cho cháu nhân vào và cho mẹ nhân và chị nhân vì là bữa tối á nên nhân cũng không muốn cho hai người lớn tuổi ăn bánh xèo bởi vì ăn nó sơi phở phát ách đó cả nhà. Và bánh xèo anh ta rất là thích ăn khi về tới Việt Nam, anh ta rất là thích, đó là bánh xèo củ hủ dừa và ăn với rau lừng nha cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà ăn cùng với gia đình nhà nhân. Itadakimasu. Hay ăn hay con. Rồi. Tà rư nữa. Vừa bóc cho tà rư nha. Để ra đây cho tà rư nha. Ok. Lấy tay bóc nha. Này của tà rư đây. Ồ, quá trời. 1, 2, 3. Ok, ưu xuyên nhân ấy cho con nè. 1, 2, 3. Rồi. Thì nhân ăn nó cho tà rư. Tại biết sao cả nhà khi ngồi trên giữa ăn nó dễ, còn hai người ngồi hai bên thì nó hơi khó. Rồi. Ăn thôi, Itadakimasu. Cảm ơn ông bà cô chú ăn. Trời ơi, Su được ông bà cô chú khen quá trời luôn. Hôm nay ông bà cô chú rất Su này lớn, Su ngoan quá trời. Của Su, Su ăn rau không? Có. Đây, để bên góc này. Tại được có thích ăn bánh xèo không? Ừ, thích bánh xèo. À, tại sao? Ê, thấy số. Ừ. Rất ngon. Rất ngon. Ừ. Ở bánh xèo ở đây họ đổ một cái nào cái nấy, tao nói nó u nu luôn cả nhà. Rất là bự. Con lấy tay con bóc luôn đi con. Lấy tay con bóc luôn không sao, ông bà cô chú thông cảm cho con. Ông bà cô chú nói ok, cho Su bóc tay. Không có sao hết trơn á. Ngon. Tuyệt vời luôn. Thơm mà. Để nhớ coi. Cứ rồi bà. Rồi, quên mời chú. Quên mời luôn. Con mời ông bà của chú. À, ta đưa mua không Itadakimasu mọi người. Itadakimasu. Ăn rồi mà Itadakimasu. Nói chú tầm ảnh ta. Nói rồi Itadakimasu. Nói rồi hồi nào? Ừ. Ta đưa chưa có nói. Ừ. Hả? Ta đưa xin chào không à, ta đưa nói xin chào mọi người. Ừ. Hả? Đúng rồi. Cãi lắm, cái nhà này biết tiếng Việt Nam cãi ghê lắm. Bánh xèo này nó có trứng đó nha. Có cả trứng, cả rau, cả thịt, cả măng. Không phải măng à, củ hủ dừa à, cả củ cải trắng. Rồi nêu. Rồi giá. Rồi nấm. Có đầy đủ luôn. Nó là nguyên cái combo luôn. Ngon không con? Ngon. Ngon hả?
á, Su ăn xong là vì cho có một món quà đặc biệt cho Su. Vì lý do gì biết không? Vì lý do là hôm nay là con hỗ trợ dì Nhân, con và mẹ hỗ trợ dì Nhân làm rất nhiều, và nay con có một bước tiến nhảy vọt, đó chính là giỏi hơn, được con bà cô chú khen nhiều hơn, là mình giỏi hơn, mình lớn hơn, rồi mình giỏi hơn, rồi mình ngoan hơn nữa, nên là sẽ có một món quà rất là đặc biệt cho con. Được rồi. Vui không? Vui. Mình ngoan, mình giỏi là mình sẽ có quà. Mà món quà đó là món quà rất là lớn nha. Ở cái tuổi con tầm bây giờ là món quà đó là món gọi là món quà giá trị. Khi con nhận món quà đó rồi, con nhớ phải giữ gìn cho thật kỹ, biết không? Nhớ. Su, con ở Sài Gòn á, con thấy vui không? Dạ, cũng vui hơi hơi. Cũng vui hơi hơi. Tại sao vậy? Con lấy bánh con bỏ vô luôn, con lấy cái tay á, con bẻ ra giữa con ăn tay, không có sợ, ông bà cô chú cho phép à. Mình không có sợ, đó, đúng rồi. Đó, mình bẻ mình bỏ vô. Sao cũng hơi hơi kỳ vậy? Buồn hả? Tại đây đâu có ai chơi đâu. Vậy hả? Ừ. Su nói là ở Hồ Chí Minh buồn 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 cái đứa thấy thế nào? Ở Hồ Chí Minh vui vui. Tại sao? Anh đi giật anh rất là nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp. Nigiyaka rất là nhộn nhịp ở cả nhà. Như xin phép là bánh xèo là tối nó cũng không dám ăn nhiều nha. Sợ. Tại đang bầu á, sợ phát ách đó cả nhà. Dầu nhiều quá. Phát ách. Cho hai cha con nó ăn ha. Su với lại Dượng ăn. Không mà ngon, bánh xèo ở đây đúng ngon luôn. Thật sự cả nhà. Nó giòn thì chớ nha, bên trong ruột rất là nhiều. Vì như mua cái này là cái gọi là cái đặc biệt á, nên họ cho ruột nhiều cực kỳ luôn. Thể nhà Nhân vừa mới bệnh dậy, bệnh cảm nó lan truyền nha cả nhà. Lúc đầu là bé Nguyệt bị xong đến trợ lý Nhân, xong cô Su nói là làm gì có bây giờ nó bệnh, đúng không? Cô nói sao? Nói to lên cho ông bạn của chú nghe. Con nói là sao to lên sao Su cũng bao giờ Su bệnh cái gì nữa. Sao Su cũng bao giờ Su bệnh nó nói nó bé Su nói với là chị nó là sao không bao giờ Su bệnh hết trơn á. Và nghiệp quật đúng sau chỉ còn 2 ngày. Bệnh é là e luôn ở nhà. Lé là lè, lè mắt luôn, lè mắt luôn. Rồi bắt đầu ấy nhưng phải nặng gió, kẹo gió, nặng hết tất cả để cho hết bệnh. Rồi đến anh Tài Rư cũng bệnh luôn. Tài Rư ở lực, giờ lực Nhân đau cuống họng. Người thấy âm âm. Mà Nhân không biết là bầu thì mình có được uống thuốc không? Nhân không biết là bầu có được uống thuốc không? Nhân không biết, cả nhà cho Nhân hỏi là bầu thì cảm không biết có được uống thuốc không? Chứ bây giờ mà người nó cứ âm như thế này chuẩn bị về Nhật nữa. Âm như thế này thì cũng về Nhật không biết là sao, nhưng mà nó cứ đau cuống họng, nó y chang với Su, hiện tượng với Su với Nguyệt vậy. Ồ, mất rồi. Chưa? Chị Thuận với Su ơi. Bỏ điện thoại xuống đây. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều.
công đức rất lớn đã hỗ trợ để giúp dì Nhân trong khoảng dì Nhân mang bầu dì Nhân về Việt Nam. Thì đây là hai món quà nho nhỏ em mua tặng cho chị và Su. À, em mở đây luôn nha. Đây nè, đẹp không? Có thích không? Có thích không? Chị Thần có thích không? Chị nói đi chứ, chị gật đầu sao được, chị nói đi, vui mà hôm nay vui mà. Nên mua quà chị thích không? Thích. Thích hả? Đẹp không? Đẹp. Đẹp ha, em đeo ra tay cho chị nha. Đây, đây. Đây nè. Đây. Này. Chị đeo cái tay đây, chị đeo tay đây. Rồi, chị đeo tay đây. Đây, yeah, xem. Đây. Rồi. Này của Su nha. Đây, tin 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 nè. Đây cả nhà, đây là chiếc vòng của Su nha cả nhà. Đây là sợi dây chuyền của Su. Su có thích này không? Có. Đây, thế nên là dì Nhân đeo cho con luôn nha. Rồi, chị Thận với Su là nghe em dặn kỹ nè. Em mua cái này cho chị và Su là em mua em tặng. Không được có kẹt tiền, có như thế nào, bất kể lý do gì, không được bán, cầm, lấy tiền xài. Được không? Hứa với em nha. Và nữa, thêm nữa là cái này là không được cho ai hết. Không được cho ai hết. Trừ khi nào mà em muốn, em sẽ đổi lên cho chị cái to hơn, chứ không thể nào bán nha. Và không thể nào là cho ai, ai xin cũng không có cho nha. Cho là không được nha. Mắc là sau này là... Ôi trời, cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Thôi yên gì? Cái gì á? Cho một cái. Nói bài. Nói như quậy trò. Trời ơi. Trời ơi. Chứ giờ sao? Thế theo trả lương là phải làm sao? Cảm ơn chị, cảm ơn Sư, đã đồng ý lấy. Trời ơi, đã đồng ý lấy nữa. Trời ơi, cho chị và tặng cho chị và Sư mà như năng này. Yên gì? Rồi, nói khỏi nói luôn. Cảm ơn chị, như trước khi một ốc kỳ nó cao cả là, có lẽ cả là một người xin Sư. Cảm ơn chị, như. Cảm ơn trả lương. Cảm ơn Sư, như. Trời ơi, vậy á, phải là như vậy á hả? Hiểu con? Hiểu rồi. Mệt mỏi. Cái mặt ông mệt mỏi. Đây hôm nay xuống việc vui, chị Thận vui không? Vui. Đây, đây là món quà, đây là thành quả của chị Thận và Su hỗ trợ Nhân hôm nay nha cả nhà. Hai tuy là nó ấy nhưng mà đầu năm là chưa đến ngày mùng 10 Tết nhưng có hai món quà như thế này là cũng là giá trị lắm rồi. Đó thì nhưng cảm ơn cả nhà đã cả đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai Vợ Chồng Nhà Nhân một like, chia sẻ kênh, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Vợ Chồng Nhà Nhân nha. Bye bye.